đây các bác nhá. Đấy, rất tuyệt vời. Chào các bác nhá, hiện tại em đang ở Đồng Hỷ Thái Nguyên, vẫn là quán anh em ở Đồng Hỷ Thái Nguyên nhá, tổ 16. Và hôm nay thì em sẽ mang đến cho các bác một cái hương vị mới ở Thái Nguyên, đó là chó quay Thái Nguyên. Thì để đổi cái không khí các món ăn đi, hôm nay thì là chó quay thì xem ở Thái Nguyên xem quay nó có gì khác nhá các bác nhá. Từ việc lấy màu cho đến quay thì cho đến cái hệ thống quay thì nó có gì khác không nhá các bác nhá. Bây giờ em mời các bác cùng xem cùng em nhá. Màu sáng lắm. Đây là đang quệt màu. Cái này màu của anh lấy nó là cái gì đấy? Màu lấy màu của mật ong. Mật ong. Càng nóng. Đây cũng là về cái hệ thống quay của nó là gồm có 1, 2, 3 lớp các bạn. Đấy. Khi nào chín rồi thì ta... Cái này chưa tháo ra anh, sợ tí nó chín nó lứt. Sợ lứt chân. Tại vì cái lò mình nó thấp. Nếu mà tháo ra chân thì chân vênh. À rồi. Đấy tí cái đùi này cho nó sẽ lứt này. Để đùi nó lứt. Đấy. Đó ra lò nhá các bác nhá. Không cần khênh ra đâu, cắt ngay trên lò luôn. Đấy. Xử luôn. Đấy, thịt đấy, cẳng đấy, chân đấy. Đấy chưa. Để lên khớp thì dễ hơn nhiều. Khớp nó chân nó gập nó gãy. Đấy. Bây giờ nước thịt quá chín này. Ngon lắm các bạn ơi. Nóng hổi, chén luôn đi. Đấy, mời các bạn chén bằng mắt nhá. Nóng. Người nước. Sợ cái nước ra bị nó chảy ra cái chân không? Bắt vào motor đi. Đây là hứng gia vị nhá các bác nhá. Bắt đầu đấy. Cắt chỉ. Cái đường này chảy nó dậy. Đấy, kéo đi. Đó. Đấy, gia vị đấy các bạn. Thơm. Thơm lắm, mùi thơm. Lời có cách làm khác nhau đó các bác nhá. Hết rồi. Rồi nước, một đây một nước. Bây giờ để cái này cho nó dốc hết nước thêm một chút nữa là cho ra là chặt 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 nha các bác nhá.
Đấy. Nóng hổi này các bác ạ. Tôi ra đây để tháo đinh chốt nhá, lúc đầu rút đòn, chuẩn bị cái pha rút đòn. Thôi ra rút anh này, chuẩn bị rút đòn đấy, rút đòn rồi, tuyệt vời. Đấy các bạn ơi, chuẩn bị chặt đầu nhá. Xếp đầu luôn. Đầu là một chất. Đây các bác thấy cái thớt này to. Thớt này vành hơn trăm. Nhìn. Chân cẳng các bác nha, xếp luôn đĩa khách đặt luôn nha. Đấy, nhắm luôn kiểu này đấy, đĩa đây sau hơn các kiểu chân và ba chỉ. Thank you.
kèm cả dồi nữa. Vâng, kèm cả dồi. Nha, đĩa này cả dồi, một đĩa này bây giờ là bao tiền em? Một đĩa một mẹt này, mẹt là 5 đến 7 người, em làm mẹt 2 em rưỡi. Một cái này đấy. Vâng. Nha các bác em. Đấy, có đủ cả dồi cả gan cho đầy đủ nhé. Cái đồ em ơi.